Hơn 3 năm qua tại Việt Nam đã xuất hiện một góc nhỏ của thiên nhiên Siberia thực sự. Với những loài thảo mộc Siberia hoang dã, mạnh mẽ, các khoáng chất từ thiên nhiên và công thức tự nhiên. Tập đoàn Sức khỏe Siberia đã hơn 20 năm sản xuất các sản phẩm tự nhiên dành cho sức khỏe và sắc đẹp. Hãy khám phá sức mạnh thực sự của thiên nhiên Siberia hoang dã cùng Sức khỏe Siberia tại Việt Nam. Tập đoàn Sức khỏe Siberia, sản phẩm tự nhiên dành cho sức khỏe và sắc đẹp. Đến từ chính trái tim của Siberia.